Xin chào các bạn. Ngày hôm nay, Bí quyết thành công xin được giới thiệu đến các bạn doanh nhân Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn FLC. Ông được giới kinh doanh gọi với cái tên thân mật là Quyết Còi. Ông Trịnh Văn Quyết là một người nổi tiếng khắp cả nước bởi khối tài sản khổng lồ và ông không ít lần được xướng tên ở vị trí tỷ phú giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Với khối tài sản trên, vào năm 2017, ông đã vượt lên trên cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng của tập đoàn Vingroup. Mời các bạn cùng đón xem video ngay dưới đây để khám phá những bí quyết mang lại sự thành công cho doanh nhân Trịnh Văn Quyết. Ông Trịnh Văn Quyết sinh ngày 27 tháng 11 năm 1975 tại xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông sinh ra trong một gia đình công chức nghèo, có bố là ông Trịnh Hồng Quý, mẹ là bà Đỗ Thị Giáp. Năm 1995, Trịnh Văn Quyết 20 tuổi, bắt đầu bước chân vào giảng đường Đại học Luật Hà Nội. Ngay từ thời đại học, ông đã là một sinh viên rất chăm chỉ và thể hiện xuất sắc hơn hẳn các bạn cùng trang lứa trong trường luật, nhưng luôn có xu hướng đam mê kinh doanh. Trước đó, ông Quyết đã dành 2 năm vừa tự ôn thi, vừa học sửa chữa điện tử để trang trải cho chi phí nhập học ban đầu. Đây cũng là thời điểm Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế với Việt Nam với những cơ hội kinh doanh lớn trên thị trường dành cho những người nhanh nhạy. Cậu sinh viên trường luật không bắt đầu ngay với sự nghiệp buôn bán mà khởi nghiệp với công việc gia sư rồi văn phòng gia sư. Tích cóp được chút vốn, cậu gia nhập ngành kinh doanh điện thoại di động cũ lúc đó chưa phát triển mạnh. Với thu nhập trung bình chỉ khoảng 300 đô la Mỹ một người, tức 3,3 triệu đồng thời điểm đó, không nhiều người Việt khi ấy sở hữu một chiếc điện thoại di động. Vốn được xem là món hàng xa xỉ với giới kinh doanh chứ chưa nói là đến sinh viên đại học. Người dùng thèm những chiếc máy cũ, giá phải chăng nhưng lại chẳng biết ai bán. Ông Quyết nhận xét về tâm lý người tiêu dùng lúc đó. Thời ấy nhiều người có tâm lý ngại mua điện thoại di động tại cửa hàng vì sợ giá đắt, sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Trong khi đó, họ lại tin rằng hàng đang dùng là loại tốt mà giá chắc chắn sẽ rẻ hơn. Và cậu sinh viên trường luật cũng chọn cách buôn điện thoại cũ chẳng giống ai. Thay vì mở cửa hàng, cậu chọn cách đăng giao vặt trên báo, điều rất hiếm người làm lúc đó. Hiệu quả của những quảng cáo thời điểm đó là rất lớn, giúp cậu sinh viên này bán được khá nhiều điện thoại di động cũ, quay vòng vốn nhanh. Khi ấy, chủ một cửa hàng điện thoại di động lớn ở trên phố Điện Biên Phủ Hà Nội cũng không hiểu nổi vì sao mà một cậu thanh niên có thể đến và mua sạch điện thoại di động trong cửa hàng của mình. Quyết tâm sự, nhiều người nghe kể lại thì không tin, nhưng với cách đó, lượng bán của tôi vượt qua cả chục cửa hàng lớn ở Hà Nội. Bán một chiếc điện thoại có khi thu lãi cả triệu đồng nên tôi đủ lo cả tiền sinh hoạt, học phí cho mình cũng như nuôi hai em gái. Cơ hội lớn về buôn điện thoại di động cũ đến khi các nhà mạng chuẩn bị kinh doanh SIM trả trước. Dự báo thị trường sẽ lên cơn sốt, ông Quyết ngừng bán, dồn tiền và vay thêm từ nhiều nguồn để gom điện thoại cũ xếp đầy một góc nhà trọ. Ông Nguyễn Tiến Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AMD Group, một người bạn chơi với ông Quyết từ thuở sinh viên kể lại. Lúc đó, bạn bè ai cũng sợ, chẳng hiểu cậu này làm ăn kiểu gì, ế thì đổ nợ. Thế nhưng ông đã tính đúng. Khi các nhà mạng bắt đầu cung cấp SIM trả trước, nhu cầu về điện thoại di động tăng vọt, hàng cũ của cậu sinh viên trường luật không đủ để bán, ông Quyết thắng lớn. Ngoài buôn điện thoại di động cũ, cậu sinh viên này còn bán thêm cả một số mặt hàng gia dụng như đồ gỗ, tivi, cũng với công nghệ tương tự. Ông Trịnh Văn Quyết tiết lộ, thực tế một số đồ gỗ mà cậu bán tại phòng trọ là hàng mua trên phố Đê La Thành Hà Nội, còn tivi là từ chợ trời. Cùng cái tủ gỗ hoặc tivi đó, nhưng bán với hình thức là đồ mình chọn và đã dùng rồi thì người ta thích mua hơn. Tất nhiên, những món đồ mình bán đều đã được chọn kỹ nên nhìn sẽ rất khác so với hàng bày đại trà. Sau một thời gian buôn đồ cũ có của ăn của đẻ, ông Quyết mua ô tô đẻ đi và cũng buôn luôn. Điểm lạ lùng là có những chiếc ô tô nằm trong showroom hàng năm trời không bán được, nhưng qua tay buôn này thì lại có người khác hỏi mua lại. Ông Nguyễn Tiến Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AMD Group, người đóng vai đi mua cho Quyết một chiếc xe đã ế tới 2 năm ở showroom ô tô Sông Hồng cho biết. Khi kể lại, chuyện anh Quyết đã bán được chiếc xe và có lãi, ông chủ của showroom chỉ biết lắc đầu. Nguyễn Tiến Đức chia sẻ, thực tế, câu chuyện mua chiếc ô tô đã bị ế tới 2 năm ở showroom mà vẫn bán lại được và có lãi thể hiện góc nhìn rất khác của ông Quyết. Người ta thấy chiếc xe ế, còn anh ấy lại nghĩ chiếc xe đó là độc nhất. Nếu mình mua và biết cách tiếp cận nhu cầu của số đông người chưa biết về nó thì chắc chắn sẽ bán được. Thực tế đúng như vậy. Chủ tịch AMD Group nhận xét, việc Quyết buôn bán điện thoại di động cũ cũng có nhiều điểm giống với làm bất động sản sau này, chỉ khác nhau về quy mô và mức độ phức tạp. Bán di động cũ cũng phải biết huy động vốn khi mà mình không đủ tiền và biết tạo lòng tin nơi bạn bè, đối tác cũng như lúc kinh doanh bất động sản, ông Đức nói.
Tiếp theo là khi ra thị trường, Quyết mở công ty tư vấn đầu tư, rồi văn phòng luật sư và đình đám với một số vụ kiện như Honda Việt Nam tranh chấp với công ty GMN về khoản 2,2 triệu USD tiền đền bù đất đai ở Hưng Yên và Techcombank tranh chấp với một nhóm khách hàng năm 2005. Thế nhưng, kinh doanh phòng công chứng mới là ví dụ điển hình khác về tư duy đón đầu nhu cầu của Trịnh Văn Quyết. Trước khi luật công chứng có hiệu quả, Quyết thuê một văn phòng lớn ở phố Hoàng Ngân, Trung Hòa, Hà Nội. Hầu hết diện tích để trống, chỉ có vài nhân viên ngồi làm việc để chờ thời, với giá thuê lên tới vài chục triệu đồng một tháng, nhưng Quyết vẫn nghiến răng chờ đợi. Tháng 7 năm 2008, phòng công chứng Hà Nội của Trịnh Văn Quyết trở thành văn phòng công chứng có giấy phép số 1 tại thủ đô và cũng khai trương đầu tiên. Khách đến phòng công chứng Hà Nội được phục vụ gửi xe, nước uống miễn phí và với thái độ hoàn toàn khác so với những nơi công chứng nhà nước. Đặc biệt, địa điểm này nằm ở ngã tư rất rộng nên khách đi ô tô đỗ xe khá thuận tiện. Đây là nhân tố góp phần giúp nơi đây đông nghẹt khách VIP mà theo tiết lộ của Quyết, tiền trả thuê căn nhà tôi thu lại chỉ trong một ngày. Mối duyên của Trịnh Văn Quyết với bất động sản đến từ những dự án gây nghi ngại. FLC Landmark Tower khởi công vào năm 2008 trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Khu vực khi ấy chỉ là một vùng đất trũng đầy cỏ dại ở nơi ngoại ô kém phát triển của thủ đô. Còn FLC Sầm Sơn xây trên một bãi đất trống dọc bờ biển, xình lầy dày sâu tới 13 mét tại một trong những tỉnh có tiếng xấu về chém khách du lịch vào mùa hè. Những người khác không đặt niềm tin vào những dự án này vì chỉ nhìn thấy những cái khó. Trong khi đó, ông Quyết lại nhìn thấy những cơ hội. Ông chia sẻ, mình chẳng phải con cháu lãnh đạo cấp cao nào, cũng chẳng có ai chống lưng. Dự án khó thì mới đến lượt mình, chỗ ngon người ta làm hết rồi còn đâu. Ở Sầm Sơn, FLC mất 5 tháng và 1.000 tỷ đồng để đổ cát san lấp mặt bằng cho diện tích 200 hectare xây dựng. Sau đó, công ty này hoàn thành một khu tổ hợp sân golf, khu nghỉ dưỡng 5 sao chỉ trong 9 tháng tiếp theo với 2 kỷ lục, resort có bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam và resort có nhiều bể bơi nhất Việt Nam. Thời gian thi công nhanh chưa từng thấy với một khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên và lớn nhất tại Thanh Hóa, cộng với những điều kiện rất thuận lợi từ chính quyền địa phương khiến dự án và bản thân Trịnh Văn Quyết gặp những tin đồn hài hước. Chủ tịch FLC bị đồn là em ruột của một lãnh đạo cấp cao xứ Thanh vì có cùng họ và tên đệm. Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên của công ty này có thời gian theo sát dự án ở Sầm Sơn từ đầu chia sẻ. Ban đầu mình cũng như một số anh em ở FLC còn nghĩ là chắc phải có họ hàng gì đó. Nhưng thực tế là anh Quyết quê ở Vĩnh Phúc, không liên quan gì đến Thanh Hóa. Tin đồn anh em ruột không đúng mà là anh em khác cha khác mẹ. Thực tế, để đạt được tiến độ thi công thần tốc với FLC Sầm Sơn, công trường lúc đó không tồn tại khái niệm ngày hay đêm, đèn điện lúc nào cũng sáng 24/24 với gần 5.000 người. Nội bộ FLC từng truyền tai nhau câu chuyện về việc chủ tịch của họ chỉ ngủ 2-4 tiếng một ngày, đôi lúc xuất hiện kiểm tra dự án với áo phông quần đùi lúc 1 giờ sáng. Lúc đó tôi rất đam mê, cũng rất sốt ruột, cái đó không phải là không ngủ được mà là không thể ngủ, không muốn ngủ, ông Quyết chia sẻ. Thậm chí, có quyết định kỷ luật và sa thải nhân sự cấp cao ở công trường cũng được ông Quyết yêu cầu làm và gửi ngay trong đêm lúc 2 giờ sáng. Nhiều người bảo tôi cực đoan, nhưng họ không hiểu là lúc đó ở công trường tôi có phân biệt ngày với đêm hay đâu. Cần là làm thôi, ông này giải thích. Mùa hè năm 2015, FLC Sầm Sơn đi vào hoạt động, biến vùng đầm lầy nước mặn một thời trở thành trung tâm mới của xứ Thanh. Du khách giờ đây đã quên một Thanh Hóa với văn hóa du lịch chặt chém xấu xí để nhớ tới khu vực nghỉ dưỡng cao cấp luôn đông khách, không phân biệt mùa nóng hay mùa lạnh. FLC Sầm Sơn đi vào hoạt động cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng chuỗi sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng sau đó của Trịnh Văn Quyết. Quần thể nghỉ dưỡng sân golf 5 sao của FLC khai trương tháng 7 năm 2016 tại Quy Nhơn là dấu ấn khác của việc Trịnh Văn Quyết trong việc biến một vùng cát trắng không ai lui tới trở thành một điểm phải tới khi tới địa phương này. Trước những dự án thực tế đã tạo ra sự thay đổi rõ ràng về du lịch nghỉ dưỡng mà FLC tạo ra, nhiều tỉnh thành mời chủ tịch của FLC tới thăm địa phương để xúc tiến đầu tư. Và cũng sau khi có kinh nghiệm triển khai thần tốc các dự án lớn, Trịnh Văn Quyết rút ra nguyên tắc 5-0 trong đầu tư các dự án bất động sản. Không xin, không mua lại, không làm chung dự án, không làm nhỏ và không làm chậm. Mới gia nhập thị trường một vài năm trở lại đây, tuy nhiên, nhờ am hiểu về pháp luật và có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, công ty cổ phần tập đoàn FLC đã tạo ra bước đột phá trên thị trường và đang từng bước gây dựng được những thương hiệu riêng trong lòng công chúng. Nhờ uy tín cũng như những chính sách về sản phẩm và chất lượng dịch vụ, gây dựng qua từng công trình, lượng khách hàng đến với FLC ngày càng tăng. Định hướng, FLC sẽ trở thành tập đoàn kinh doanh tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Sau đây là những bí quyết thành công của ông Trịnh Văn Quyết mà kênh Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ đến các bạn. 1. Mạo hiểm với người khác nhưng với chúng tôi lại là cơ hội. FLC khởi nghiệp bất động sản có thể nói là sinh sau đẻ muộn khi thị trường đã có quá nhiều tên tuổi lớn. Đất vàng đất bạc khó đến lượt mình, kiếm đất vàng đã khó, mà kiếm đất vàng có quy mô lớn để hình thành những quần thể đầy đủ tiện ích như một thành phố thu nhỏ theo cách chúng tôi đang làm thì là chuyện không tưởng. Đó là lý do chúng tôi hướng đến các địa phương có nhiều tiềm năng, quỹ đất lớn nhưng còn hoang sơ, chưa hoặc ít được khai thác, doanh nghiệp không mấy mặn mà. Cho đến lúc này, dự án bất động sản nào ông cho là tạo bước ngoặt cho FLC thời gian qua? Đó là FLC Sầm Sơn, dự án nghỉ dưỡng đầu tay. Đầu tay nhưng lại chọn chỗ khó nhất để làm. Lúc đó là năm 2004, Thanh Hóa đang muốn kêu gọi đầu tư vào nghỉ dưỡng cao cấp. Tỉnh có thời gian rà soát dự án, thuê cả quy hoạch nước ngoài rồi hối hả mời gọi. Được dăm ba ông nhưng cuối cùng không ông nào chịu làm. Tôi về Sầm Sơn làm dự án đầm lầy sâu cả chục mét, nhiều đêm thức trắng với dự án. Một ngày 24 giờ thì đi bộ ở đó 16 giờ. Dự án có mấy trăm hecta thì bất cứ mét vuông nào mình cũng biết chính xác ở dưới đó địa chất ra sao, có sỏi, có bùn hay đất cát. FLC Sầm Sơn thành công không chỉ là viên gạch định hình cách làm bất động sản nghỉ dưỡng của tập đoàn, mà quan trọng hơn, dự án này có thể xem là lửa thử vàng, là lò tôi luyện để hình thành, củng cố một đội ngũ rất xuất sắc, tạo nên nền tảng cho việc giải quyết những dự án khó tiếp theo. 2. Mình cứ làm, thực tế kết quả sẽ chứng minh. Trước câu hỏi, bản thân phải hứng chịu nhiều tin đồn, ông có tức mình không? Tỷ phú Trịnh Văn Quyết không ngần ngại giải đáp những câu hỏi xung quanh tin đồn của ông những năm gần đây. Đồng thời, Chủ tịch FLC cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm sống, cách quản lý và điều hành công việc. 14 tuổi bắt đầu khởi nghiệp, 43 tuổi đã trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Ông Quyết vướng nghi vấn có người chống lưng và là con ông cháu cha. Đáp lại, doanh nhân tài hoa cho hay, bố mẹ ông chỉ là công chức bình thường, về hưu sớm, còn vợ xuất xứ tỉnh lẻ, gia đình cũng cơ bản. Gần đây, bà mới được bổ nhiệm làm trưởng phòng giao dịch ở một ngân hàng. Hai em gái chỉ là nhân viên bình thường tại tập đoàn FLC. Ai đồn thổi tôi là con ông này bà kia hoặc được chống lưng thì tôi cũng đành biết cười mà thôi. Bởi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ có vốn dắt lưng là chất xám. Ngay cả bạn bè thân thiết cũng từng không tin ông có thể làm được, huống hồ chi là người ngoài. Thế nhưng, chính những điều này trở thành động lực để tỷ phú chứng minh những người đó đã sai. 3. Một doanh nghiệp thành công không phải bằng tiền mà là bằng những giá trị họ mang lại cho xã hội. Tôi quan niệm, làm doanh nhân mà chỉ để kiếm tiền, không mang lại giá trị gì cho người khác, cho xã hội thì chắc chắn sẽ thất bại. Còn thành công phải đạt được đến mức độ những người ghét mình nhất cũng nói tốt về mình. Điều này không dễ nhưng tôi không bao giờ từ bỏ. Tôi mong một ngày có 24 giờ để có nhiều thời gian hơn cho tập đoàn. Bạn biết không, tôi làm việc bất kể ngày đêm, hầu như không có khái niệm về thời gian, có lúc thức đến 2-3 giờ sáng hoặc có khi đến sáng. Ban ngày, chỉ riêng lịch họp, giao ban với các trưởng bộ phận của tập đoàn, chưa kể các công ty con, công ty thành viên cũng đã hết giờ hành chính. Bên cạnh đó, tôi cũng mong có thêm thời gian dành cho vợ, ba con trai đang tuổi lớn. Các con tôi coi bố là chỗ dựa về tinh thần, vừa là tấm gương để noi theo. Nên nếu không phải đi công tác, tôi sẽ cố sắp xếp công việc để về nhà với các con một lúc vào buổi tối khi chúng còn thức để các con có cảm giác yên tâm. 4. Muốn khởi nghiệp thì phải chịu khó, đó là điều tiên quyết. Cá nhân tôi khi còn là học sinh sinh viên đã phải đi kiếm tiền rồi. Ra trường phải tự mò mẫm đủ loại việc để thành công. Cuộc sống của cá nhân tôi rất vất vả và đến bây giờ vẫn vất vả, trong khi không có chỗ dựa vững chắc nào, do đó càng phải chịu thương chịu khó. Điểm tựa duy nhất của mình là ý chí, làm cái gì cũng phải tâm huyết, tìm tòi học hỏi thì thành công mới tự nó đến thôi, còn làm lời phời lớt phớt, không đâu đến đâu thì cũng không thể thành công. Kể cả làm tạm cũng phải làm cho nghiêm túc chịu khó, từ đó những người xung quanh mới có đánh giá tốt. 5. Để tuổi trẻ không mắc những sai lầm, dù là sai lầm nhỏ thì mình phải tích lũy được tri thức. Nếu cho quay lại thời tuổi trẻ, tôi sẽ cố gắng làm sao có suy nghĩ rèn luyện mình chín chắn hơn. Tuổi trẻ thường không chín chắn, bồng bột thì mình cố gắng được tiếp cận từ những người lớn, những người hiểu biết uy tín để nghe và học hỏi từ người đó. Có nghĩa luôn phải tìm cách để học hỏi, nếu không gặp được thì hoàn toàn có thể đọc sách. Bây giờ rất tiện còn có Internet để học hỏi những người thành công chia sẻ. Để tuổi trẻ không mắc những sai lầm, dù là sai lầm nhỏ thì mình phải tích lũy được tri thức.
cũng mong các bạn tìm được người để học hỏi, trau dồi tri thức để hoàn thiện bản thân mình. Mình không tránh được sự bồng bột, thiếu chín chắn, nhưng có thể hạn chế nó đi. Với cái tên thân mật là Quyết Còi, thế nhưng những gì mà ông Trịnh Văn Quyết đã đạt được chẳng hề còi một chút nào mà khiến cho rất nhiều người đang ngưỡng mộ. Trên đây là 5 bí quyết thành công của tỷ phú Trịnh Văn Quyết. Các bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình với kênh Bí Quyết Thành Công. Chúng tôi hy vọng sẽ đem lại thật nhiều giá trị cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.